Nam Khánh Audio xin kính chào quý vị. Đầu tiên cho Nam Khánh được cảm ơn quý vị đã đăng ký kênh cũng như là theo dõi và ủng hộ mua hàng, ủng hộ Nam Khánh trong thời gian qua. Tiếp tục ngày hôm nay em lại gửi đến quý vị một cặp loa hàng đấu mạng đẹp xuất sắc, từ chân lên trên đến nắp luôn, còn nguyên cả tem từ bên Nhật. Con này là hàng đấu mạng về Nam Khánh tuyển chọn, rất là đẹp xuất sắc nhé. Anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên phải, góc dưới màn hình bên phải, để ủng hộ Nam Khánh cũng như là để cập nhật những sản phẩm mới bên Nam Khánh về, thì anh em có thể nhận thông báo nhé, để không bỏ lỡ những cái video như thế này. Và sau đây em xin đi chi tiết cái cấu hình của đôi loa Onkyo ngày hôm nay. Còn anh em này còn nguyên mũi nhá. Con này là hàng hàng mạng, rất là đẹp, đẹp từ gót chân lên trên đến đến nách luôn. Cặp Onkyo Onkyo S660 đấy, 3 way speaker. Tem Onkyo anh em xem ạ, có thể nói là không tì vết luôn nhá. Đấy, cấu hình thì cặp loa này gồm một bát 27 cm, gân gân vải lụa, màng giấy, rốn rốn vải rất là mềm. Anh em có thể thấy cái gân của nó còn rất là tốt và tuyến thì có thể nói là quá đẹp. Cặp này chơi được rất nhiều thể loại nhạc. Đấy, từ nhạc vàng đến nhạc có anh em có đam mê một chút mà bạo lực ấy, bát bát mạnh ấy, vẫn chơi tốt. Đấy, còn nguyên bụi luôn. Từng chiếc kiềng loa đều rất là sáng đẹp, không có ố gì cả. Anh em có thể thấy một bát 27 cm, gân vải lụa, màng giấy, nón vải, một chung 9 cm có lưới sắt bảo vệ rất là chắc chắn, một chép giấy cũng có lưới bảo vệ rất chắc chắn. Thùng loa thì được hoàn thiện bởi một lớp vân gỗ màu nâu đỏ rất là đẹp và sáng anh em nhé. Đây còn nguyên cả tem siêu thị Nhật nhé. Anh em có thể thấy cặp loa có thể nói là quá xuất sắc. Chiếc bên đây đấy, anh em xem cái tem vào này còn đẹp như này cơ mà. Còn nguyên những cái bụi một chép giấy, một chung và một bát 27 cm. Anh em có thể xem là tuyến loa không có điểm chê luôn, thùng thì góc cạnh hai lỗ thông hơi. Đấy, những cặp loa mà sở hữu hai lỗ thông hơi thì anh em phải biết là cái tầm đánh của nó như nào, rất là tốt nhá, nó rất là khỏe thì nó mới cần đến hai lỗ thông hơi để thoát âm ra nhanh hơn. Loa hàng về là nguyên zin, đẹp keng và đầy đủ lưới e căng. Đây anh em nhá, đầy đủ lưới e căng, đầy đủ logo, tất cả đẹp hoàn hảo. Đấy, anh em, quá tuyệt vời luôn. Rất hiếm khi mà về được một cặp loa như này, bởi vì thường thường thì hàng bãi, hàng từ bên Nhật về thì nó sẽ xước sắc, nhưng mà em tuyển chọn được những cái cặp loa để gửi đến quý vị nó phải là đẹp xuất sắc như đây. Đó, anh em xem. Góc cạnh đẹp không bề nở. Để em quay cho anh em cái phía tem nhé. Đây, Onkyo S660. Đấy, trở kháng là 8 ohm và công suất là 50W. Đấy, made in Japan. Đây là cọc loa. Đây, bên này cũng vậy. Onkyo 660, 50W 8 ohm, Mỹ Japan. Đây là cọc loa input anh em. Có thể nói là xuất sắc nhá.
anh em nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cặp loa có thể nói là hiếm có như thế này. Cặp này chơi tốt những phòng tầm 30m anh em nhé. Quá tuyệt vời. Giải trầm thì như sấm. Giải trầm thì cực kỳ uy lực, tiến loa thì không có điểm chê. Đó, anh em thấy nhá, chất âm rất là hay, rất là chi tiết. Và cặp này thì rất là khỏe, cho nên là nó chịu đòn tốt, đánh rất khỏe, cho nên là anh em có thể chơi được những cái nhạc mạnh mạnh một chút nhá. Thùng loa thì vỏ bóng rất là đẹp, vân gỗ lâu lâu nấu đỏ nổ bóng, quá xuất sắc anh em. Không để mất thời gian của anh em nữa, em xin báo giá trực tiếp cho anh em đôi loa Onkyo S660 Bass 27, loa 3 đường tiếng. Bên Nam Khánh đang bán là 4.800.000 đồng anh em nhé, 4.800.000 đồng cho một cặp loa Bass 27 đẹp xuất sắc, không có điểm chê và đánh tiếng rất hay. Đấy, quá là đẹp luôn. Hàng về chưa lau chùi mà như đây thì anh em phải biết là nó đẹp cỡ nào. Đấy, anh em check số điện thoại Zalo, YouTube 0972451489, địa chỉ Phạm Văn Đồng, Hà Nội, em ở chỗ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh cũng như là để theo dõi những sản phẩm bên Nam Khánh. Cảm ơn anh em đã xem video, em xin kết thúc video tại đây. Anh em có nhu cầu thì cứ alo em, ở Hà Nội thì anh em có thể qua trực tiếp, còn ở tỉnh thì anh em có thể chuyển khoản. Nam Khánh ship hàng toàn quốc, đóng xốp cho anh em cẩn thận nhá, kể cả người xe ô tô em cũng đóng xốp nhá. Cảm ơn anh em đã xem video.